Cà dại thường mọc ở các bãi đất trống ven đường, nương rẫy khu vực rừng núi Tây Bắc. Ngày xưa bà con thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này. Nhưng mấy năm trở lại đây, cà dại bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng, được nhiều người xa quê săn lùng. Hiện thì quả cà dại đang được thương lái thu mua với giá 10.000 đồng một kg. Loại quả này được hái từ những cây mọc dại, giá bán rẻ nên khách hàng đặt mua nhiều về chế biến món ăn. Song món ăn chế biến từ loại quả này khá kén người ăn. Ai không ăn quen sẽ rất khó ăn. Còn đối với những ai đã từng ăn ngày thơ ấu thì đây lại là món đặc sản vô cùng ưa thích. Theo chia sẻ của người bán cà dại, do năm nay thời tiết không thuận lợi nên số lượng quả cà thu được không nhiều. Hơn nữa thì để cà tươi ngon, tiểu thương thường thu gom theo đơn đặt hàng. Khách xỉ đặt bao nhiêu cân thì sẽ đi thu gom đủ rồi gửi cho họ. Trước đây khi còn đói nghèo, bà con thường hái quả cà dại luộc đem chấm muối ăn cùng cơm. Còn nay thì món ăn này trở thành đặc sản đãi khách quý. Cà dại thường được chế biến thành món ăn đặc sản, đem cà rửa sạch rồi luộc. Sau khoảng 15 đến 20 phút, vớt quả ra bỏ cuống, sau đó cho vào bát tô. Lá chanh thái mỏng rắc vào, cho ít bột canh trộn đều là thành món ăn hấp dẫn. Quả cà dại bắt đầu có từ tháng 5 đến tháng 8. Quả hình cầu mọc xanh ra thành từng chùm lúc liều. Quả cà dại ăn rất mát và bổ, lại còn được cho là có thể chữa một số bệnh, nên được rất nhiều người tìm mua.